quý vị, bản tin Việt Nam nối tiếp cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam đã chối bỏ những vụ tra tấn và chết người trong đồn công an. Vào ngày 16 tháng 11, dưới hoạt động bất bình thái độ của Phái đoàn Cộng sản Việt Nam do Thượng tướng Lê Quý Vương dẫn đầu khi phủ nhận mọi cáo buộc về tra tấn cũng như về cái chết trong đồn công an. Tại phiên điều trần vào 2 ngày trước Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, người ta thấy các thành viên Ủy ban tỏ vẻ không đồng tình với câu trả lời từ phía Phái đoàn Hà Nội. Và đáng lưu ý, các báo Việt Nam gần như không tường thuật về phiên điều trần, ngoại trừ bản tin do Thông tấn xã Việt Nam phát đi và khẳng định rằng báo cáo của Phái đoàn Việt Nam thể hiện sự nghiêm túc và sẵn sàng chia sẻ. Thưa quý vị, Bộ Công Thương Việt Nam thừa nhận tình trạng tro xỉ ở nhiệt điện Vĩnh Tân. Bộ Công Thương đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam thừa nhận tình trạng tro xỉ gây ra ô nhiễm và dự kiến quá tải của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Truyền thông trong nước loan tin vào hôm 16 tháng 11 cho biết Bộ Công Thương xác nhận 3 nhà máy Vĩnh Tân dùng chung bãi chứa tro xỉ có điện. Hiện nay bãi đã chứa khoảng là 4.5 triệu mét khối tro xỉ và dự kiến sẽ đầy trong 2 năm tới. Cư dân địa phương ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, nơi các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân được xây dựng, suốt nhiều năm vừa qua đã lên tiếng phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường do các nhà máy này gây ra. Vào tháng 4 năm 2015, người dân đã chặn quốc lộ 1A. Nhiều người bị tro quá khích đã dùng đá, bom xăng tấn công lực lượng chức năng. Quy định tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ từ Lào và Cambodia. Bộ Công Thương Việt Nam vừa ký ban hành thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ tròn, gỗ sẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Cambodia. Truyền thông trong nước loan tin vào ngày 16 tháng 11 cho biết như vừa nêu, quy định này áp dụng đối với thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ từ Lào và Cambodia. Các cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh này. Thông tư mới sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2019 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Gần đây thì Việt Nam đã gặp nhiều chỉ trích từ quốc tế và các quốc gia láng giềng về tình trạng nhập gỗ lậu. Thưa quý vị, nhiều vườn trôm trôm ở Vĩnh Long chết khô vì bị đổ dầu hỏa. Hàng loạt cây trôm trôm của người dân ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ đã bị kẻ gian chế dầu hỏa vào gốc cây, dẫn đến vàng lá chết khô khiến nhiều người lo lắng tức giận. Ngày 16 tháng 11, ông Nguyễn Võ Duy Phương, 59 tuổi, kể lại rằng vườn trôm trôm rộng 4.500m2 của gia đình có 240 cây sắp cho trái thì bị ai đó phá hoại. Ông Phương thử đào một ít đất dưới gốc, nhưng cây vàng lá thì đều ngửi thấy mùi dầu hỏa nồng nặc. Tương tự, vườn trôm trôm của ông Nguyễn Vạn Nghĩa, 62 tuổi, ấp Phú An, xã Bình Hòa Phước, có 6 gốc, hơn 4 tháng tuổi, bị chết. Hiện người dân xã Bình Hòa Phước và vùng lân cận rất lo lắng trước tình trạng này, bởi người dân ở đây hầu hết sống nhờ vào vườn trái cây, nên việc liên tục bị kẻ gian phá hoại khiến mọi người vô cùng hoang mang. Bản tin giải trí nối tiếp cho biết ngôi sao nhạc đồng quê và người dẫn chương trình Hee Ho Roy Clark đã qua đời ở tuổi 85. Ca sĩ và người dẫn chương trình truyền hình Roy Clark đã qua đời vào thứ Năm tại nhà riêng tại Tulsa, Oklahoma do những biến chứng từ bệnh viêm phổi. Người đại diện của Clark đã xác nhận cái chết của ca sĩ đối với hãng tin AP. Anh đã cùng với vũ công baller Sergei Polunin xuất hiện trong video Movement. Là một người gốc Virginia, Clark nổi tiếng với vai trò là người dẫn chương trình Hee Haw, một chương trình tạp kỹ dành riêng cho đất nước, có các buổi biểu diễn âm nhạc đã được ra mắt vào năm 1969 trên hệ thống đài CBS. Clark ban đầu đồng tổ chức chương trình với Buck Owens từ Nashville, Tennessee. Người cựu chiến binh của Grand Ole Opry nổi tiếng ở Nashville, Clark được giới thiệu vào Country Music Hall of Fame vào năm 2009. Thưa quý vị, Kim Porter, bạn gái cũ của Sean Diddy Combs, được tìm thấy đã chết trong nhà riêng tại Los Angeles. Các nhà chức trách đang điều tra cái chết của Kim Porter, người bạn gái cũ của Sean Diddy Combs và mẹ của ba người con của anh. Văn phòng giám khảo y khoa của Los Angeles cho biết, Porter, người sinh ra ở Columbus, Georgia và sắp có sinh nhật 48 tuổi vào tháng tới, đã được tìm thấy tắt thở vào sáng thứ Năm tại nhà của cô trong khu phố Los Angeles của Toluca Lake. Văn phòng giám định y khoa cho biết không có nguyên nhân tử vong nào được xác định và hiện vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Combs, 49 tuổi, ca sĩ nhạc rap và Porter, một người mẫu, ca sĩ, nữ diễn viên, là thành viên của nhóm Three Brown Girls và Girl Six, đã quen nhau từ năm 1994 đến năm 2007. Họ có ba người con chung, một đứa con trai 20 tuổi và hai đứa con gái 11 tuổi.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức News at Night cho ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Xin kính chào.